gia đình của chùm ma túy Pablo Escobar, đồng thời cũng là thủ lĩnh của băng đảng Medellin khét tiếng, vừa tuyên bố phát triển công nghệ cao và phát hành điện thoại thông minh tiên tiến, có màn hình có thể gấp lại. Công ty Escobar hy vọng là sẽ sử dụng danh tiếng của gia đình ở trên toàn thế giới để bán điện thoại thông minh Escobar Fork One, được tung ra thị trường vào ngày 1 tháng Giêng năm tới. Escobar Fork One hoạt động trên nền tảng Android, giá là 349 Mỹ Kim. Phiên bản căn bản nhất có bộ nhớ là 128GB và 6GB RAM. Một phiên bản khác có bộ nhớ là 512GB và 8GB RAM cũng sẽ được phát hành với giá là 499 Mỹ Kim. Ông Roberto Escobar Garavilla, năm nay 72 tuổi, thành lập công ty Escobar vào năm 1984. Là anh ruột của ông Pablo Escobar, tự ra đầu thú với chính quyền vào năm 92 và đã bị tù 12 năm vì liên quan đến băng đảng Medellin. Trong khi đó, người em là Pablo Escobar đã bị sát hại hồi tháng 12 năm 1993 trong một chiến dịch quân sự liên kết giữa Hoa Kỳ và Colombia.